Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip này thì em sẽ test cho anh em mình nghe cái cặp loa 25 nha nè. Cặp loa 25 của Foster ha. Và bây giờ thì em sẽ lên âm lượng test cho anh em mình nghe nha. Hôm nay ngày Chủ nhật vườn tao mộ, em đến thăm anh, đường hoang trong nắng đỏ xa xôi, mà em đâu có ngại khi tình ta nhìn nhau bâng khuâng, đâu biết rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn. Ngày mai ra đơn vì đường chân hai lối mong thôi từ đây biết ra sao. Thì như vậy anh em mình cũng vừa nghe em test xong một đoạn nhạc cho anh em nha. Đó, thì em chỉ test sơ qua cho anh em mình biết là sản phẩm nó hoạt động hoàn hảo thôi. Thì cái này anh em mình nghe thực tế bên ngoài á, nó sẽ hay hơn nghe em thu âm qua điện thoại rất là nhiều nha. Đó, thì anh test qua điện thoại thì mong anh em mình nghe ở xa, anh em mình nghe cảm nhận phần nào nha anh em. Đó, thì anh em mình nghe thực tế bên ngoài nó sẽ hay hơn ha. Thì con này là con loa Foster nón nhôm nha anh em, nón nhôm. Để em đo cái đường kính cho anh em mình xem nha. Đường kính của loa nếu như mà đo phủ bì là nó 26 nha anh em. Nó đo phủ bì là 26. Thì đây nếu mà loa thì vẫn được gọi là loa 2,5 tấc anh em, nhưng mà đo phủ là nó 26 phân nha, màn giấy ha. Màn giấy, nón là nón nhôm, nón thì rất là đẹp, không có bị cấn mớp nha anh em. Nó gân là gân vải ha, gân vải lụa. Đó. Màn giấy màu vàng ha, nón là nón nhôm. Đó. Nón thì còn rất là đẹp nha anh em, cả hai nón đều rất là đẹp, không có bị cấn mớp hay là lủng rách gì nha. Và màn lo thì cũng còn rất là đẹp nha anh em, màn lo thì cũng còn rất là lành lặn ha. Đó. Thì mặc dù là những cái lo này được sản xuất rất là lâu rồi ha, thì bây giờ mà muốn có được những cặp lo nó đẹp nó như thế này thì nói chung là mình cũng phải tuyển lựa anh em nha, những cái tuyển lựa, còn những cái hàng nó quá kém quá xấu thì em cũng không có nhập ha. Thì đa phần lấy hàng đẹp về cho anh em mình là nhiều. Con này là con loa Foster nha anh em. Đây là cái logo của Foster ha. Đó, và nó có chữ Foster nằm dưới này luôn. Thì có nhiều đời thì nó sẽ không có in cái chữ Foster mà chỉ in cái logo này thôi ha. Con này trở kháng là 16 ohm, 40W, da băng, hàng xịn của Nhật nha anh em. Thì con này thì cái tiếng trung âm của nó rất là tốt ha. Anh em mình có thể nghe nhạc vàng ha. Anh em mình nghe những cái bản nhạc mà như em vừa test á thì tiếng rất là hay. Hoặc là anh em mình chơi nghe nhạc guitar, hòa tấu, anh em mình chơi guitar, chơi đàn rồi, tiếng rất là tuyệt vời nha anh em. Thép của em nói là thép 7 màu ha, thép từ màu vàng tươi anh em, rất là đẹp, không có dấu hiệu hen rỉ gì hết nha. Xương lo thì rất là đẹp, xương lo từ lo rất là đẹp nha. Và bên có quẹt đỏ này là cộng, bên đây là trừ nha anh em. Đó, cặp lo bass 26 của Foster. Thì anh em mình chơi những cái dòng lo mà dòng lo nghe nhạc á ha, thì anh em mình thấy cái thương hiệu Foster này thì anh em mình đã quá là biết về em nói rồi ha. Thì dòng Foster thì tiếng cho ra rất là hay trong cái tầm tiền đầu tư nha anh em. Thì anh em mình có thể ghép những cặp này để mà anh em mình chơi guitar, chơi đàn, hoặc là nghe nhạc hòa tấu hoặc nhạc không lời là tiếng rất là hay. Hoặc là anh em mình làm loa trung đi karaoke thì tiếng rất là sáng và vai nha anh em. Thì cái cặp này trở kháng là 16 ohm thì cái tần số trung âm của nó đáp ứng rất là tốt nha. Đó. Hoặc là anh em mình có thể ghép vào những cái cặp thùng để mà nghe nhạc ha. Đó. Nghe nhạc thì anh em mình ghép thêm một cặp loa siêu chép còi là tiếng rất là tuyệt vời ha. Hoặc là anh em mình thích những cái tiếng chép mộc mạc á thì anh em mình có thể ghép chép giấy ha. Đó, thì tùy vào nhu cầu sử dụng của anh em mình thôi. Và anh em mình cũng có thể ghép chép đơm gì đó, nhưng mà đa phần những cái dòng này thì anh em mình có thể ghép chép giấy hoặc là siêu chép cò, nó sẽ hợp lý hơn là chép đơm nha. Đó, thì cái này là theo cảm nhận riêng của em thôi, còn anh em mình chơi thì mỗi người là một kiểu chơi khác nhau ha. Thì cái cặp loa Foster này á, anh em mình có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Và anh em mình có cần chép á, thì khi mua hàng thì nhắn em luôn ha. Thì em có chép giấy rồi chép đơm ha, chép đơm và cả siêu chép còi gan cũng có nha anh em nha. Thì siêu chép còi gan những cái dòng 1,5 triệu thì em bán hết hàng rồi, hình như là em còn cặp còi gan của Onkyo 2,5 triệu hay sao đó anh em. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ nha. Thì cái cặp loa Foster này ha, cặp loa Foster này thì giá là 2,5 triệu nha anh em. Cặp loa bass 25, đo phủ bì là 26, màn giấy nón nhôm, hàng nguyên riêng, hàng đẹp
ha, nguyên riêng và đẹp như trên video. Màn giấy lo thì không bị lủng rách gì, và nón lo thì cũng đẹp, cũng không có bị mớp gì nha anh em. Nón lo thì còn rất là tròn trịa ha. Ok, con kiết đây anh em ạ, để em quay con cho anh em mình xem nha. Rồi, em xin phép được kết thúc clip tại đây luôn ha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha.